Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình lại ở quê đó các bạn, ở xóm Cồn. Thì rất là vui luôn khi mà được một lần nữa thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở phát 100 ổ bánh mì cho bà con. Thì hôm nay mấy chị em mình có cái bánh mì xíu mại rất là ngon luôn để mà đổi khẩu vị cho bà con ở quê em. Thì trước giờ thì mình nghĩ là bánh mì thì bà con ăn cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà cái bánh mì xíu mại này của mấy chị em tụi mình á thì nó rất là đặc biệt luôn. Hy vọng là bà con sẽ ăn và nhớ mãi nha. Thì tụi con cũng xin chân thành cảm ơn bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở rất là nhiều luôn vì đã tặng cho bà con những cái ổ bánh mì thật là ngon. Thì con chúc cho hai bác luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công ạ. Và tụi con xin phép hai bác được phát bánh mì cho bà con nha. Dạ bây giờ mình đi lại đây nha chị. Thì cho các bạn xem nè, đây là những cái viên xíu mại rất là to luôn. Trời ơi, tao nói ha, mỗi viên như vậy là 6.000 đồng, bởi vì nó rất là to. Trong đây thì nó có thịt nè, rồi có đủ các nguyên liệu để mà làm nên một viên xíu mại ngon lành như vậy. Đĩa này thì nó còn rất là nóng luôn. Ngoài ra thì còn có bánh mì nè, rồi có thêm dưa chua kèm theo, rồi có cái nước này, đặc biệt là cái nước sốt này rất là ngon luôn để mà chan bánh mì. Rồi có dưa leo, rồi có ngò để mà kèm theo cho bà con ăn. Thì nãy giờ mọi người, mấy chị em mình đi ngang đó các bạn, thì mọi người hửi mùi, mọi người nói ủa cái gì mà ngon quá vậy, nên là mọi người đang đứng xung quanh để mà lấy. Dạ mình xin phép nha. Đi qua đây đứng. Rồi mọi người hãy đi qua chỗ của con đi. Bánh mì này ngon lắm à, không ăn là mọi người tiếc lắm luôn. Bánh mì xíu mại. Mày vô, mày vô. Anh nội qua đây nè. Nội qua đây nè. Rồi nhìn như thế này thấy thèm luôn bà Năm ơi. Mỗi người một ổ nha, bà Năm để xíu nha. Mãi vô, mãi vô bánh mì xíu mại đi bà con ơi. Mãi vô nha, ngon lắm luôn. Đây, bà Sáu ra đây. Bà Sáu qua đây, bà Sáu qua đây. Nội đợi con chút nha. Đây, bà Sáu, bà Sáu lại đây. Bà Sáu qua đây, bà Sáu qua đây với con. Đây, chỉ không một ổ nữa đúng không? Dạ. Đấy thì phải cảm ơn luôn hả? Rồi, đợi chút xíu. Tại chị Ho đang đứng ở đằng kia, đang trong em, đang đi lại không được đúng không? Rồi. Ngày nào cũng thấy bà Sáu đi chợ với Ho chứ ta? Đi chợ, chợ đi đâu ăn. Vậy hả? Nhà không có gì ăn chứ hả? Vậy bữa nay bà Sáu ăn thử cái bánh mì xíu mại này đi nha. Đúng rồi. Ôi, tao nói ăn cái bánh mì này là nó ngon nhức nhói luôn. Nhức nhói tâm hồn luôn. Mãi vô, hoàng tử đang ngủ đông rồi mọi người ơi. Đây. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ, rồi, của bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở đó. Rồi, đợi con xíu nha ông nội ơi. Cảm ơn, giờ tôi lấy cái muỗng bự vô chị. Muỗng bự hả chị? Muỗng nhỏ vậy chắc không kịp luôn á. Cái muỗng bự là muỗng nào là chỉ cho nó? Cái muỗng này nè. Nó xốp. Ủa hồi nãy có cái muỗng to mà ta. Ủa hồi nãy có cái muỗng chan canh mà ta. Đây của ông nội nè. Nội kêu thêm Năm là cho con mượn cái muỗng chan canh giùm đó. Bà Năm ơi, tới rồi bà Năm ơi. Tới rồi Năm ơi. Bà Năm, để lại lấy đi, phải đi. Bà cho tao đừng để cái leo. Dạ rồi, đợi chút xíu. À, một ổ như vậy thì sẽ được hai viên xíu mại các bạn. Hai viên xíu mại mà dồn vô thì ăn rất là ngon luôn. Ở quê của mình á, thì một viên như vậy á, thì thường là một cái ổ bánh mì á, thì chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà hôm nay là được ăn một ổ rất là đặc biệt luôn. Rồi con cảm ơn. Rồi con cảm ơn luôn. Đây nè. Mọi người nhận qua đây giùm con nha bác Năm ơi. Bà nội đợi con chút xíu nha, để con cho bà ba trước bà đi. Bà ba, của bà ba nè. Của bác Lê Văn Thạch tặng cho bà đó. Và bác Đoàn Thị Xuân Nở nữa. Rồi nội đợi con chút xíu nha. Ta nói bánh mì này thơm ngon. Bánh mì miễn phí, mày vô nha. Không ăn là tiếc lắm á. Tới mười mấy ngàn hổ luôn á. Trời ơi, tao nói bánh mì ngon lắm luôn á. Em xịt nước tương chưa nha. Ôi, nội ơi. Trời, cảm ơn nhiều. Dạ, không có gì. Rồi, xin lời chị cảm chút xíu nha. Cái viên xíu mại nó dẻ hắt à. Ngon lắm luôn á. Rồi, cái viên xíu mại nhét không xuống. Rồi, bác Tố chờ đợi nha.
chị ba với chị Mút nữa, hai đứa nữa, hai đứa đợi chị Cẩm chút xíu nha. Cười cười cái gì? Cái mì này ngon lắm. Ủa cái muỗng họ đưa chị đâu rồi Cẩm? Đây là ngăn đang giữ nè chị. Đúng rồi, cái muỗng dễ hơn. Đây, cô bác Năm một ổ nha. Dạ. Yeah. Rồi. Ai cũng có hết. Con tặng hai ổ. À, một ổ đấy, vị coi nó ngon không nha. Ôi, ta nói ngon gì đâu luôn á. Ngon cực kỳ luôn. Ngon cực kỳ luôn. Nọ lấy cái muỗng cũng hơi nhỏ luôn rồi. Giờ cái muỗng đó là muỗng bự nhất ở đây rồi đó. Chị ba, để chị ba một ổ nha. Dạ. Đợi chị Cẩm chút xíu nha. Trời ơi đông quá rồi chị An ơi. Làm kịp cảm ơn. Mấy đứa ơi đi qua đó xếp hàng cho chị Cẩm đi. Đi qua đó xếp hàng cho chị Cẩm đi. Ờ xếp hàng xếp hàng. Đợi chị chút nha, tại vì làm không kịp. Nếu mà cái bánh mì này á mà mọi người thích như vậy thì mấy đợt sau mấy chị em mình cũng sẽ đổi khẩu vị. Không có phát bún nữa mà chuyển qua phát bánh mì cho bà con. Rồi đây em gửi chị nha, của anh ba đi làm em gửi. Dạ không có gì đâu chị. Rồi, tới 21 nha. Qua đây với con nè, qua đây là mấy bó nhà đứng kia là không thấy đâu á. Thôi cho mấy đứa nhỏ đứng đây đi bác hai. Mấy đứa nhỏ đứng đây đi, lát con đi qua đây cho mấy đứa. Rồi, cái này là của bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở tặng cho bà con nè. Rất là ngon luôn, bác hai. Rồi tới 21 nha. Dạ rồi. Rồi, tới 21. Mì ngon lắm, thơm nức mũi luôn. Cái này kìa, cái ngò này chưa cắt. Đây của Hiếm Mút. Dạ cảm ơn. Dạ không có gì ạ. Để con xíu nha. Ngò thơm ngất ngay con gà tây. Nó nói lâu quá rồi kìa. Đây của Út đây. Cảm ơn luôn. Dạ không có gì. Quá gì mẫu không kịp luôn. Ông ba qua đây nè ông ba. Cái hàng bánh này nhanh hơn. Rồi xong hay ông ba với lại bác ba thì sẽ kia cho tới mấy đứa nhỏ. Cái cục xíu mại với lại nó dẻ luôn rồi. Dâm hoài không nha. Dâm hoài không nha luôn. Nó ngon quá ngon rồi. Mà có nước sốt này nó mới ngon nữa. Đây của bác ba. Dạ không có gì à. Mấy đứa nhỏ ơi, đi qua bên chồng chị Cẩm xếp hàng nè. Qua đây không? Qua đây, qua đây với chị Cẩm xếp hàng nè. Ông ba đứng trước đi cho mấy đứa nhỏ. Ông ba đi ra đây đi, đi ra đây đi rồi một lát con phát cho. Rồi mấy đứa xếp hàng đi. Tiết yên đâu xếp hàng không? Lại xếp hàng nè. Để đây xếp hàng. Rồi xích vô để xe không đó. Xích vô. Rồi để chị Cẩm chút xíu nha. Rồi nè ông ơi. Dạ không có gì ạ. Rồi bây giờ là hôm nay là được tặng bánh mì của bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở. Thì mấy đứa nói cảm ơn ông bà đi. Chị Tím và đồng hành hai ba nha. 2, 3. Cảm ơn ông bà. Giỏi. Đô vô đi. Vô đứng xếp hàng đi con. Vô đứng xếp hàng đi. Rồi ba ơi nhìn nè. Đang đợi một dọc luôn. Ba đợi chút xíu nha. Dạ rồi. Rồi, đây của Khánh, nó cảm ơn. Cảm ơn chị Cẩm. Giỏi. Rồi, tiếp theo. Đây của Nhân. Cảm ơn chị Cẩm. Giỏi, gì chị? Dạ rồi, đợi em chút xíu. Ngon lắm, bé bé ăn thử đi bác hai. Ngon lắm. Ngon, cô hai ngon lắm. Thiệt. Nhường cho bà nội trước nha. Bà nội đứng bánh kìa. Nha, nhường không? Chịu nhường không? Không, rồi nó không dừng luôn. Nó không dừng cho bà nội nó luôn. Nha, giỏi. Không dừng rồi. Rồi, đợi xíu. Nhìn cho bà hai cái nha đô. Ba, nhìn cho bà hai cái nha. Hát. Gì hả? Hát, đứng lên hát luôn.
Xong rồi, xong rồi. Đi chích thuốc mà tôi nói sao mà thằng. Rồi, để con chút xíu. Rồi, đưa cho bà hai nha. Bà hai ơi. Tại nó dẻ, nó cứng. Đừng có bỏ, đừng có bằng. Rồi, đưa đây, bơ giường cho bà hai trước thôi. Con cầm kéo mà con không rung nó, cầm kim không rung á, cầm này cũng gì. Tốt, tốt. Mà tại vì nó dẻ quá, con phải cố gắng. Bà hai lại xíu nha. Vượt qua cái hàng này cái chú đợi con chút xíu nha, chú đi làm chưa? Làm đi. Rồi đi vậy thôi nha. Trước đi. Dạ rồi. Phải để con cho bo trước đi rồi con đưa cho người để thấy ổ kia. Rồi của bo nè. Cảm ơn chị cả. Giỏi, coi tương nhường nhiều cho chú một cái xin. Rồi chú đợi con chút xíu nha. Bánh mì này ngon lắm à. Chú ăn ớt không chú? Ớt vô nha. Vừa vô thôi ngăn ơi. Ớt mắc lắm ơi, vừa thôi. Ý là con sợ cay, em sợ cay chú ăn không được á. Chú sợ cay mà chú có cái đó vậy đó hả? Đây, của chú đây. Dạ không có gì à. Trời ơi, ngon quá trời ngon luôn, chết luôn. Ăn rồi cái là nhớ hoài luôn. Nhất nát luôn. Mặn bà tư. Mặn, bánh này mặn. Dạ. Không, tại con nói cho bà tư biết là mặn á. Tư thì con kêu rồi. Quay mời mốt ăn tương không á hai? Rồi, của tiên. Giỏi, rồi. Để chút xíu nha. Cứ đợi chị chút xíu. Hai cái là đầy ổ luôn. Hai viên là đầy ổ luôn, rất là ngon luôn. Đây, của nhà. Giỏi. À chị ơi, à, Nhân ơi, ổ này để miếng dưa leo thôi, đừng để gì hết á. Dạ, mấy đứa ai không ăn rau nói chị gặm nha. Rồi, của Thái Nguyên đây. Giỏi. Cái Ti. Ti ăn rau không Ti? Ăn rau không? Ăn Nhân ơi. Mày nói khi lên hát mà nhát cái chị, nó thích luôn à. Nó quên nhớ bài. Quên nhớ bài hả? Nói gì không mà tiền hát mà chị nói luôn, không lên luôn á chị. Không chịu giật trước trơn, có thuộc. Không chịu hết trơn rồi. Rồi, đây của Ti. Nè, giỏi. Rồi, tới Thiên. Chút xíu. Bánh mì này rất là ngon luôn, nóng hổi giòn giòn. Nóng hổi dần dần, ngon ơi là ngon. Sắp một đây. Giỏi, rồi đưa lên đây chị. Rất là ngon luôn. Mỗi sao bây giờ nó giao xuống chắc đau mà nó giao chắc mấy cô bán hàng này chắc la kìa. Nhiều người này đi ha. Bán lưng nồi rồi gì nữa. Đây. Rồi, đây các bạn ơi, đây là một cái ổ bánh mì hoàn chỉnh ạ. Ở bên trong thì có xíu mại, có dưa leo, dưa chua với lại ngò, rất là ngon luôn. Đây, nóng hổi giòn giòn, ai cũng thích ăn bánh mì hết trơn á. Giờ chị tặng cho em một ổ nha. Rồi, nói làm sao? Giỏi. Rồi, bác hai ăn bánh mì nha bác hai. Đây, của bác hai nè. Bốt. Rồi. Dạ. Dạ. Chị qua đây nè chị. Qua đây. Qua đây lấy mì. Đứng ở chỗ cái nồi nồi xíu hoài hoài cả ơi. Không đi hả? Không đi. Cái này là mình để vô cái mình ăn liền rất là ngon. Dạ. Rồi, đây của bà Út. Cảm ơn. Dạ, không có gì bà Út. Đến đây giờ ổ bánh mì mà em cũng chịu có người không nói. Đây, đây nè. Bắt cỡ hả? Kiều. Trời ơi, gặp hoài, tháng nào cũng gặp chứ, mất cỡ. Tới rồi nè chế ơi. Mày cho chị trước cái đi chú lên. Dạ, tại chị đợi lâu rồi. Ăn cho em ý kiến nha chị. Ăn cho ý kiến nha. Bánh Nam, lấy bánh mì ăn bánh Nam. Em lên. Giá mùa là thơm rồi. Chú đang ngủ không? Bắt bún rồi, chú đang chạy, đang tới chảnh luôn á. Chú Ninh khoái, ông Hai bánh mì nè, xíu hại. Đây, của chú Ninh. Chú Ninh ăn thử đi nha, ngon lắm á. Rồi.
Bánh mì này là của bác Lê Văn Thạch và bác Đoàn Thị Xuân Nở tặng cho mọi người. Quá đắt luôn, đứng một chỗ không đi luôn. Nghe tiếng quen dữ người ta. Bác Nam. Ai mà tiếng quen dữ người ta. Xe nha. Đây của bác Nam nè. Cảm ơn. Dạ không có gì. Mâm lấy bánh trước đi Nam. Rồi lấy đi em. Lên 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 em ơi. Ủa chưa có ổ nào cho Nam Hoa Cẩm. Dạ chưa. Rồi Nam Hoa Cẩm lấy đi Nam. Lên lên. Còn biết ăn qua ớt không? Cái lễ cho Nam ăn hả? Ăn mày. Trời ơi bữa nay dễ sợ quá không. Ê, để gì vô thôi, để quá cài áo cũng được á. Báo rồi. Đây, đúng không? Dạ, không có gì. Rồi, tới hôm qua. Ăn bánh mì mà nhớ tới hai bát là được rồi. Dạ qua, dạ qua. Dạ đi. Không nãy giờ trẻ rồi, thêm kể nữa. Không chín chim nha. Giờ cái hàng nó chín ở vô một cho em đi. Mấy chú hôm nay với lò sấy với lại cũng bận thứ hai chân cảm. Đi làm mà chị em. Dạ. Dạ vô hết rồi. Cái chú hồi nãy là vô ca rồi đó. Rồi đây. Chị dạ không có gì á. Ngon lắm. Có ai đâu không rồi đi lên nha. Ngồi đẳng đi. Đi đó giống như chú kia đó, đi xong cái lúp xúp chạy theo. Mới nãy rồi thì không chịu lấy. Rồi bác ba hổng lại ha. Vừa ốp vườn ốp của chị ăn. Đây anh Chí ơi bên đây nè. Rồi có một ổ nữa. Chính là ổ nha chính. Đây một ổ cho bác ba nè. Đây. Đây. Chị làm hai nha. Cái này là chính ăn liền nha chính, chính đừng có để nha. Ăn liền mới ngon, ăn liền nó mới nóng. Nè, nó nóng ngon. Trời ơi, ta nói cái ổ bánh mì nó đầy dung luôn á chị An. Kiểu cái xíu mại sao nó đó. Hai viên xíu mại cũng bột à. Là to đùng luôn. Hai viên xíu mại to đùng luôn mà. Quá ngon luôn. Hấp dẫn ơi là hấp dẫn luôn. Gắp hoài không dính luôn. Không hoài không dính luôn. Chèn cái nước đó đi là xong rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Đi đó nha, mọi người không đi là tiếc hồi hụi đó nha. Rồi mình đi đây. Rồi cảm ơn Nam. Rồi ơi, cảm ơn Nam. Rồi đưa cho thêm chín đi chị. Mình đi. Chín ơi con phải đi rồi. Em đi chín nha, cảm ơn chín. Cảm ơn chín nha. Đây, chín ơi con gửi chín hồi bánh mì nha. Cảm ơn chính. Rồi, các bạn ơi, nãy giờ phát ở sớm của tụi em, mấy chị em tụi mình đó thì rất là đắt luôn. Bây giờ mình sẽ đi dài dài lên trên để mình phát tiếp nha. Đi thôi. Ai ăn bánh mì không? Bà Tư đang làm gì vậy? Bà Hai ăn cả áo lộn. Bà Hai ăn bánh mì hả? Dạ rồi, rồi, ghé lại. Rồi, em đang hỏi là Tư mần cỏ hả? Các em gặp bà Hai, các em nói bà Hai ăn cỏ. Cô xin lỗi bà Hai. Cô nói lộn. Bà Hai đi từ từ thôi. Lấy bánh mì. Dạ. Cho đường. Này đã có bánh mông không dành cho mình nước cà phê gì hết. Tại mình không có kêu cà phê. Mình kêu trà đường. Dạ. Nhưng mà nhìn cái đó, cái đó trà đường. Thôi khỏi để ngào ngò đi thôi. Thôi để gì đi, để gì đi, xịt nước tương đi. Khỏi để ngò đi, nó không ăn rau rồi, không biết ăn á. Bà Hai cho dĩ. Dĩ hả? Cho dĩ. Nè bà Hai. Cảm ơn nha. Dạ không có gì ạ. Con đi đây. Chở hả chị? Ôi mới đây mà giật luôn hả chị em? Thì mình đi dài dài lên. Qua phải đi. Ai ăn bánh mì không? Bánh mì miễn phí đây. Cánh kia đông lắm luôn. Không thể luôn á Cẩm. Đông lắm đó chị. Để chị đi nó an toàn. Chị em thấy vậy là. Có ai ăn bánh mì không? Bánh mì miễn phí đây. Bánh mì xíu mại đây. Bánh mì không ăn hả? Miễn sao ơi.
trong kìa. Dạ bánh mì xíu mại ngon lắm luôn á. Dạ mỗi người một ổ à. Kêu ông Sáu đi giùm con đi về. Qua đây với con nè. Dạ rồi, đứng đợi con chút xíu nha, chị con làm. Là chạy ra hổ nữa, chú kia nó có vậy. Dạ đúng rồi. Thấy ngon rồi chú khi chạy ra. Chú ơi, chú lấy không chú? Không lấy cái hồi cái chạy quá trời chạy luôn. Ngon lắm, bánh mì này là cực ngon luôn. Dạ rồi, đợi chút xíu. Rồi đổ đi. Bánh mì này cực ngon luôn. Dạ bánh mì mặn à, xíu mại mặn nha. Dạ bữa nào thương thì con nói. Nãy thấy Thái Thí nhấp chẳng lên chắc. Dạ. Ủa, để gì? Rồi lại gì ta? Mà trong cái gạch nó liền nhau nè cậu. Gòn. Gòn. Dạ, gòn. Đây. Dạ, của chị. Dạ. Ngon lắm. Ăn rồi là chạy ra nữa đó. Chà. Anh cảm thấy cái tay để bọc. Anh Sáu có ăn không? Không ăn nè. Món này là đây, của anh. Dạ, không có gì ạ. Rồi, mình đi chia. À, sao đẩy giùm em nha, để em kéo nó ấy. Không, đi làm hoặc là đi đâu rồi không thấy đâu hết trơn. Xíu mại miễn phí nè. Bánh mì không mấy đứa nhỏ. Rồi ở đây đi chị ơi. Bánh mì ngon lắm. Bánh mì rất là ngon luôn. Bà cũng ăn nhiệt tình quá. Vui lắm chị ơi. Đây của em nè. Giỏi. Rồi, đây là của bác Lê Văn Thạch và bác Đại sĩ Xuân Nở tặng cho mấy đứa đó. Rất là ngon luôn. Ngon ơi là ngon luôn. Long qua đây với chị nè Long. Bà Chín ăn bánh mì nè bà Chín. Mỗi người một ổ thôi nha Long. Cho mẹ hả? Ủa? Với mẹ ghê luôn, lần nào ăn cũng nhớ tới mẹ. Rồi, sao cắm gì cho đây, dạ. Rồi, giỏi. Mẹ đi đâu rồi Long? Mẹ ở nhà. Mẹ ở dưới hả? Dưới nhà nào? Dưới nhà của mẹ hả? Chưa lấy cà phê á gì? Ủa, vậy hả? Ủa, sao nãy không ra ta? Chưa, hồi nãy chưa có ra. Nãy không có, giờ mới đi ra hay vậy? Dạ không có chưa, chưa có đi ra. Đây, giỏi. Rồi, đi Long qua đây. Thì là tặng cho Long một ổ, cho mẹ Long một ổ nha. Đợi chị cảm chút xíu. Bánh mì này là bán sáng cũng được mà trưa cũng được á chị. Nhà nào mình đi cũng được hết trơn á, người ta đều thích á. Dễ ăn không? Dạ đúng rồi. Nè em cầm trước một ổ đi. Giỏi. Cái này dạng liền nha. Dạng liền nha. Ăn liền cho nó nóng á, cho nó ngon á. Cái này là bà Tư ăn không được à. Tại cái này dạ mặn á. Dạ. Bữa nào trai cũng mời bà Tư nha. Dạ bà Chín nữa. Chưa chơi chưa. Rồi đây của em nè. Giỏi. Còn mà nãy giờ chỉ lo làm bánh mì thôi. Muốn hết nữa ra, muốn hết rồi. Vậy là chắc là khoảng 50 ổ rồi đó chị em ơi. Dạ gần 50 ổ rồi. Rồi. Đúng rồi, viên sứ mại viên này viên nấy to đùng mà rất là ngon luôn. Dạ. Cái này bán cũng đắt luôn. Thank you.
Rồi đây của em nè. Cảm ơn chị. Giỏi. Rồi bà Chính ra đây với con rồi bà Chính. Bánh mì này ngon lắm, bánh mì xíu mại. Ồ, viên to đùng luôn. Quá ngon luôn. Lấy cái dưa chua nữa cho bà ngoại. Dạ được. Có chào ông ngoại đâu rồi bà ngoại? Ông ngoại còn ngủ. Ông ngoại còn ngủ nữa hả? Cho ngoại ngủ. Dạ rồi. Cho ngoại ngủ. Uống thuốc á. Dạ. Thuốc vô mới ngủ. Đây. Dạ rồi, một ổ. Đợi con chút xíu. Ổ nó chen rồi. Cho ông ngoại dạ. Chạy cá cái bọc luôn. Dạ đợi con chút xíu. Dạ không. Trời ơi, bắt vào với tụi con không có vào. Con vào như tại vì mình hôm nay trong nhà có ăn không? Ăn nha, nó không có lấy đâu. Thôi, trong nhà không thấy, nó không đi đó. Không có lấy gì thôi. Đi với tôi. Cho mà không có lấy gì thôi. Rồi, cảm ơn. Mua là không có ngon được bằng cái ổ này đâu á. Rồi, cảm ơn. Đây, dạ, không có gì ạ. Dạ. Rồi, mình đi thôi. Dạ. Ai ăn bánh mì không? Bánh mì xíu mại miễn phí nha bánh nào. Bánh mì đâu rồi? Rồi con, để con ghé chỗ này nha. Rồi ở đây đi. Ghé đây lấy đi bánh nào ơi, bánh mì này không ăn là tiếc lắm á. Ngon lắm. Bà Chính ơi, ông Chính ơi, bánh mì xíu mại ngon lắm luôn. Rất là ngon luôn. Mấy năm qua đây với con rồi mấy năm? Dạ dạ. Bánh mì này ngon lắm. Đâu rồi? Để nữa con nói sao? Dạ chút xíu. Câu này nó kỳ vậy ta. Cắt trên đường này con nói cho Long nghe. Đây, chưa chưa. Thì chưa chưa. Rồi. Rồi đây của bác Năm. Dạ, không có gì. Dạ, em qua đây với chị nè. Em qua đây. Tự là chị. Rồi, có bánh mì nha, làm đi. Dạ, cho Xuyên ngủ ha, con ngủ ha. Công chúa cũng ngủ chứ. Ừ, công chúa ngủ tới 8 giờ rưỡi mới thức dậy. Công chúa nhỏ của mẹ. Bữa nay tới thi, bữa nay nữa là hết rồi. Cái nhà em bé ngập anh chị. Giống ăn mà. Đi gan luôn đó. Dạ, có bánh Năm đây. Rồi, cảm ơn. Dạ, có bọc luôn nè bánh Năm. Dạ. Em đợi chị chút xíu nha. Có liền. Hôm nay phát cái lai á. Nhưng mà làm như không dạ. Có làm kịp. Dạ đúng rồi. Xe nhà đứng yên nha. Rồi. Ôi mỗi người chỉ được một ổ thôi à. Kêu mẹ lên lấy đi. Kêu mẹ lên lấy giùm chị nha. Tại vì những cái trường hợp đặc biệt thì mới đưa hai ổ thôi. Giống như trong nhà thì hồi lấy mình không đưa. Dạ không ạ, à, mỗi người chỉ được một ổ thôi à. Dạ không được ạ, à, chắc chắn là không được luôn ạ. Dạ, dạ được ạ, à, mỗi người chỉ được một ổ thôi ạ. À. Còn nếu mà 5 ổ thì 5 người đó đi ra giùm cho con. Bà Chính ơi! Bác ba ơi, đây lấy bánh mì ăn nè, ngon lắm. Ngọt thơm quá bà Chính. Thấy ngọt là thấy ngon nha. Đây của ông Chính nè. Rồi, cảm ơn. Dạ, ăn liền đi ạ, cho nó ngon. Chị nước hơi nhiều quá. Dạ rồi, đợi xíu anh hai ơi. Bảo đợi chị cẩm xíu.
bốt ra nè, chị có thấy không nè? Sắp hàng dễ sợ luôn nè, anh đầm lắm ha. Ngoài hiền lại ít, không có nhồi như trước nữa của anh hai nè. Cảm ơn nha. Dạ không có gì ạ. Bảo dễ thương quá. Bảo dễ thương quá. Dạ, dạ chị. Cái bánh mì của bác Lê Văn Thạch và bác Đường Thị Xuân Nở tặng đó, ngon lắm. Kêu gì ra đây lấy bánh mì ăn thôi. Nhưng mà lấy một ổ gì ăn đi gì? Ngon lắm không mà là tiếng đó nha. Mày đi học không? Đây con Bảo nè. Giỏi. Con gái lớn mình. Con gái lớn mình kỳ quá hả? Công chúa không? Công chúa không. Ủa không? Mấy chị làm gần chết. Ừ. Là tới 9 giờ mấy gì đó thì đi ngủ tới giờ học bài nữa. Dạ. Yeah. Đợi con chút xíu nha bác ba. Bác ba lấy bánh mì ăn này ngon lắm. Dạ. Để đây với con nè. Đây của Út nè. Dạ rồi. Dạ. Bà Chính, ánh này nè. Thì ra đây đâu có gì đâu, bà Chính ra đây. Cô Bảo là Bảo ăn, của bà Chính là của bà Chính ăn mà. Làm bộ hả? Ông Chính đâu, bà Chính làm bộ. Từ con làm tới nghe đây. Nhiều bữa nay bánh mì mình làm hơi chậm hơn so với cái khác đó cảm. Dạ đúng rồi. Nó bị lâu quá. Nó bị là mà kẹp cái lưng nè. Rồi, đây của bác ba. Dạ không có gì. Quên rồi, vừa nãy giờ. Ồ quá cái thầu à. Cái nồi chí mại quá trời ngon luôn rồi. Quá trời ngon luôn. Dạ được ạ. Chị Thảo. Rồi, đây của bà Chính nè. Dạ, không có gì đâu. Con ăn không? Không, con đi đó nha. Bác ba. Đây với con mẹ nhìn lên, có sẵn luôn nè. Dạ đây, có gì đâu mà mắc cỡ. Ba với Hương mà. Dạ, đợi con chút xíu nha. Rồi, đợi con chút xíu. Dạ rồi, đây ạ. Dạ rồi, đều nhau không ai nhiều không ai ít đâu. Ai ăn bánh mì không? Đụng đụng.